Nam thần 5S online hội ngộ thành City Boy. Ai cũng đẹp trai trẻ mãi không già. Hoàng Anh Vũ cạo đầu đóng phản diện, lấn sân làm ca sĩ. Xin em hãy đi cùng ai, đến tận cùng của giấc mơ. Quách Đại Ca Mạnh Quân U40 đã có hai cô công chúa nhỏ. Bê Trần sắp tái xuất màn ảnh, đóng cặp với các mỹ nhân VTV. Bộ phim sitcom 5S online đã trở thành một phần thanh xuân của nhiều khán giả thuộc thế hệ 9X. Đây cũng là bệ phóng đưa tên tuổi của các diễn viên đến với gần công chúng hơn. Dàn nam thần trong phim đều đã ở độ tuổi U40, đó là Quách Đại Ca Mạnh Quân, Trung Dũng Siêu Hoàng Anh Vũ, Phan Lãng Tử Bê Trần. Tính đến nay bộ phim đã được phát sóng 10 năm, những diễn viên tham gia bộ phim này đã ít nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, Hoàng Anh Vũ, Bê Trần và Mạnh Quân cùng chung một khung hình với những bộ vest bảnh bao khiến cho khán giả bình luận dần dần trên mạng xã hội. Kể từ sau sitcom 5S online, Mạnh Quân kết hôn với bạn gái tên Kim Lê vào đầu năm 2017 sau 4 năm tìm hiểu. Vào tháng 5 năm 2017, cặp đôi này cũng chính thức chào đón cậu con trai đầu lòng của mình chào đời tên ở nhà của bé là Pi. Kể từ đó anh cũng ít xuất hiện trên truyền hình, tập trung lo cho tổ ấm nhỏ. Gần đây nhất, Mạnh Quân khiến khán giả ấn tượng khi đóng vai Bão trong phim Lối Về Miền Hoa. Nhân vật là một anh chàng có tính cách thú vị, hợp cả phong cách lẫn gu chọn kịch bản nên Mạnh Quân quyết định nhận vai. Mặc dù trong dàn diễn viên trẻ, anh là người có tuổi nhất. Hiện tại, Mạnh Quân có cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhất trong dàn diễn viên phim 5S online. Anh và bà xã hiện đã có hai cô công chúa nhỏ. Mặc dù chưa nổi đình đám như sao Hạng A nhưng Mạnh Quân chưa từng dính phải scandal nào trong showbiz, thế nên anh được nhiều khán giả yêu mến trong suốt hơn chục năm qua. Hoàng Anh Vũ cũng là nam diễn viên điển trai và tài năng của màn ảnh Việt, thế nhưng con đường theo đuổi nghệ thuật của anh cũng gặp rất nhiều chông gai. Anh từng tham gia một nhóm nhạc từ hồi mới bước chân vào showbiz nhưng không nổi bật nên đã tìm con đường riêng cho mình. Anh được khán giả biết đến khi tham gia Nhật Ký Vàng Anh, sau đó 5S online đã mang nam diễn viên đến gần hơn với công chúng. Vài năm trở lại đây, Hoàng Anh Vũ liên tục xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam như Về Nhà Đi Con, Đừng Nói Lời Yêu, Hương Vị Tình Thân, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc. Đặc biệt, vai cường trong phim Biệt Dược Đen là sự biến hình ngoạn mục của Hoàng Anh Vũ về cả hình tượng nhân vật lẫn ngoại hình. Sự danh mãnh, toan tính, xấu xa phản diện của cường được Hoàng Anh Vũ thể hiện rõ qua từng lời nói, cử chỉ, biểu cảm. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật này thì nam diễn viên cũng đã cạo chọc đi mái tóc của mình. Bê Trần cũng là một nam thần được yêu mến với vai Phan Lãng Tử trong 5S online. Ngoài những dự án phim truyền hình phía Bắc, nam diễn viên cũng từng nam tiến nhưng cũng không để lại ấn tượng mạnh cho khán giả. Sắp tới Bê Trần sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ, xuất hiện trên khung giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam với một vai nam chính. Tuy nhiên lần này nhân vật của anh sẽ mang đến một màu sắc mới lạ và thú vị. Đặc biệt việc Bê Trần đóng cặp với Quỳnh Cun khiến cho nhiều khán giả tò mò, thích thú.